Mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan Si Leng trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam. Tại buổi hội đàm, hai bộ trưởng đánh giá cao quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Singapore trong thời gian qua. Đây luôn là lĩnh vực quan trọng, là điểm sáng đóng góp cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển tốt đẹp. Hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Singapore đã không chỉ làm sâu sắc thêm các lĩnh vực thương mại hàng hóa, công nghiệp, năng lượng truyền thống mà còn liên tục được mở rộng ra các lĩnh vực mới phù hợp với xu thế phát triển của thời đại kinh tế số, thương mại điện tử, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, vân vân. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế chính trị thế giới đang diễn biến phức tạp, hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Singapore không tránh khỏi việc phải đối mặt với nhiều thách thức do đó bộ trưởng nguyễn hồng diên đề nghị hai bộ công thương cần nỗ lực hơn nữa triển khai hiệu quả các nội dung và khuôn khổ hợp tác để thúc đẩy thương mại song phương trong đó có các bản ghi nhớ giữa hai bộ giữa các đơn vị chức năng cũng như các văn kiện thỏa thuận cấp chính phủ